Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cái công cuộc cường hóa đồ thôi. Chính xác là mình sẽ làm các bạn enchant ha, tại vì mình đã có tương đối là nhiều sách rồi nè. Để làm được thì mình sẽ cần có hắc diệm thạch, rồi kim cương, và không thể thiếu là những quyển sách ha. Đây mình sẽ làm trước các bạn cường hóa đi. Và mình dự định là sẽ đặt nó ở trong cái ngôi nhà của mình luôn, để việc cường hóa nó an toàn hơn vào buổi tối ha. Mình sẽ đặt nó ở ngay góc này đi ha. Ngay góc này. Để tính coi chỗ nào là đẹp. Chỗ này đi. Rồi, và mình sẽ bắt đầu làm những cái kệ sách nữa, để tăng cái cấp độ cường hóa của nó lên. Mình sẽ gom mấy cái gỗ này lại, làm kệ sách thật là nhiều luôn. Ôi kìa, chọn đúng kệ sách nha, chọn sai kệ sách là nó không có lên cấp độ đâu á. Đây 12 kệ thì còn ít quá. Làm thêm một xíu nữa đi. Kệ sách 1, 2, 3, 4. Mình sẽ làm 16 kệ là vừa đủ để lên 30 cấp độ rồi. Sẽ đặt nó ở đây. Ở đây. Được chưa? Lên 13 cấp rồi nè. Ủa nhưng mà đặt gì hình như nó hơi phí ở trong góc thì phải, không biết nó có nhận trong góc này không nữa. Vẫn nhận nha. Vậy thì được. Rồi mình sẽ đặt như vậy luôn. Coi coi. Úi. Vẫn lên. May quá. Tại vì cái kệ sách này tự nhiên nó thành cái màu khác nè, mình tưởng nó không được chứ. Cũng ok. Vậy là bây giờ mình có được một cái kiếm đánh bật lùi hả? VN Mining. Ôi cái dòng VN Mining này tốt lắm. Ui nhưng mà sao nó không có trong cây cúp nhờ. Một cây rìu VN Mining chứ không phải là cây cúp. Trời ơi tiếc tê. Thôi đầu tiên thì chắc mình sẽ cường hóa cây cúp trước đi, tại vì nó có dòng chậm hiệu suất nè. Ưu tiên đó để mình đập những cái lồng spawn cũng như đập những cái khoáng sản nó nhanh hơn. Yeah, và nó có VN Mining nữa. Quá đã luôn. Cầu được ước thấy. Rồi giờ thì tới cây kiếm. Sắc bén cấp độ 3. Cũng tốt. Còn có quét cạnh nữa. Wow, và bây giờ cây kiếm của mình đã lên tới 15 sát thương rồi. Giờ tới cái gì giờ ta? Rìu thì chắc không cần thiết đâu. Mình sẽ làm một cây cung. Mình chưa có vũ khí tấn công tầm xa. Nếu bây giờ mình có cung là rất là tuyệt vời đó. Mình sẽ lấy thêm chỉ nữa. Rồi cùng nhau làm một cây cung bằng kim cương luôn nha, cho nó tốt. Đây, cây cung kim cương thì sẽ làm như vậy. Nà, Bíp liền. Cho vô đây. Lửa. Có nên lấy lửa không ta? Nếu mà lấy lửa mà nó cho thêm sức mạnh thì rất là tuyệt nha. Thử nào. Yes, nó cho thiệt. Nó cho mình sức mạnh cấp độ 4. Rồi luôn, hôm nay là một ngày enchant có thể nói là cực kỳ may mắn của mình luôn. Không gì tuyệt vời bằng luôn á. Giờ thì mình đem theo mũi tên thôi là đủ để đi khám phá rồi. Quá xa đã luôn. Hôm nay nói chung thì rất là hên ha. Mình có nên bắn thử không ta? Lùm lại, cháy nhà. Test vậy thôi ha. Rồi, enchant như vậy thì không còn gì để chê cả. Mình còn kinh nghiệm á ta, hay là mình enchant nốt cái quần với cái ổn nha. Thử ơi. Chạm ổn. Có bảo vệ luôn. Bảo vệ khỏi lửa nữa nè. Nhưng mà mình thiếu kinh nghiệm mất rồi. Mình còn thiếu một xíu nữa thì mình mới ép được. Thôi kệ đi. Nào về mình tính tiếp. Enchant tới đó là cũng khá là hài lòng rồi ha. Không ngờ hôm nay nhân phẩm của mình lại cao đến như vậy. Mình sẽ cất gỗ ở đây trước. Và mình còn một cái quyển sách có dòng gia tài 2 nữa. Các bạn hiểu ý mình chứ. Mình sẽ có được một cây cúp gia tài 3 luôn. Quá sẽ đã. Cúp gia tài đó. Đặt đúng cái tên để cái gì mình còn dễ phân biệt. Nếu như sau này mình có nhiều cúp ha. Đó xong phim. Vậy là giờ có độ xịn rồi. Có thể tiếp tục cái chuyến hành trình của mình rồi đó. Ngôi nhà thì mình đang lên ý tưởng để xây á. Tạm thời thì mình chỉ mới xây mấy cái cột thôi. Từ từ mình sẽ nghiên cứu và mình xây cho nó xong hết cái nhà sớm á. Để mình có thể kiểu như là an toàn sống hơn. Chứ bây giờ buổi tối quái nó vẫn có thể tràn vô nó đánh mình được á. Hôm nay không biết mình có nên nấu thuốc không nữa. Mình sẽ đi trồng một chút cái bướu địa ngục đi. Mình sẽ trồng bướu địa ngục ở chỗ nào cho nó vắng vắng xíu ấy. Ngay chỗ này, 1, 2, 3, 4, 5. Mình nhân giống cái bướu địa ngục lên để có gì mình nấu thuốc nó cũng dễ hơn nữa. Và chắc loại thuốc mà mình muốn nấu nhất trong thời điểm hiện tại chắc là thuốc nhìn trong bóng tối á. Không hiểu sao nữa mình cứ bị thích cái loại thuốc đó. Uống vô là mình đi khám phá ban đêm á, cày cày luôn, không có sợ gì hết á. Thôi, giờ thì mình đã ngủ xong rồi, chắc mình sẽ lên đường thôi á. Hôm nay thì mình sẽ quyết tâm trở lại cái chỗ mà tàu bay hôm qua. Mình chỉ mới gặp thôi, mình chưa có dám lên khám phá. Hôm nay có đồ xịn rồi, nên mình sẽ thử lên trên đó khám phá coi coi nó có những cái đồ gì xịn sò hay không á. Rồi, cùng mình đi nào. Khoan, trên đường đi thì mình phát hiện ở đây nó có một cái cây nấm. Ủa sao trong rừng lại có nấm ta? Còn có cái đe nữa nè. À, được đấy. Lấy luôn cái đe. Nhưng mà nó hơi hỏng một xíu rồi ha. Kệ, mang về cũng được, xài được một vài lần đó chứ. Còn gì khác không? Không biết bên trong này nó có dấu gì không á. Nè, có dấu đồ. Đây rồi. Trời ơi, có vàng. À, thì ra nó giấu đồ. Cái áo giáp có cái lời nguyền gì ghê hả? Curse of Volatile. Lời nguyền cũng sợ đấy, nhưng mà nó là giáp kim cương lận, mặc luôn sợ gì. Tầm này là có đồ kim cương mặc là quý rồi, không sợ đâu. Mặc thí vô luôn ha, cũng đã đó chứ. Và cạnh đây á, nó còn có một cái tòa tháp nữa. Cái kiến trúc này có vẻ khá là giống tòa tháp mà hôm qua mình chinh phục ha. Nhưng mà nó có điểm khác biệt là cái phần kính ở phía trên nó được thay thế bằng loại kính màu rồi. Ở dưới nó còn có một cái lối đi riêng nữa cơ. Có vẻ đây là một cái tòa tháp khác nha, chứ không phải giống cái hôm qua đâu. Rồi, được luôn. Lỡ gặp rồi, cũng như là cái duyên. Vô luôn chứ sợ gì nữa. Để coi lối vào nó ở đâu. Lối vào của nó ở ngay đây. Wow, tầng trệt thì khá là an toàn ấy, không có gì hết. Để lên tầng 2 coi thử. Ừ, thủy nữa hả? Phù thủy nè. Giờ kiếm mình đã mạnh rồi, 2 nhát là bà phù thủy đi đai liền. Kim cương tiếp. Hôm nay mới đi thôi mà đã quá trời may mắn rồi nè. Đã thiệt, đã thiệt. Qua hướng bên đây coi. Cái này nó cũng nhỏ thôi. Bên đây nó không có rương. À, bên đây cũng như là một cái lối đi phụ. Ơ, cú cúp nhân lan. Trời trời trời, nó bắn cung phát nổ. Chơi mà chơi bắn cung phát nổ. Ui, nó bắt cóc anh người sắt nè. Bọn này quá đáng lắm luôn. Dám bắt cóc anh người sắt. Đợi một xíu, mình thăm ngàn mấy cái đồ này đã, rồi mình cứu anh người sắt ra. Hiệu suất được. Dạ tài ba luôn. Sao đồ đây viết vậy? Mình sẽ giải cứu anh người sắt ra. À, có làm spawn nè. Đúng rồi, chiến đi anh. Đúng rồi, đập hắn, đập nó. Hay lắm anh ơi. Không uổng công mình cứu ảnh ra. Anh đã bảo vệ mình được một lần rồi. Đúng rồi đó, đúng là người anh em tốt. Ồ, anh này có tên luôn nè. Anh này tên là Hercule. Ồ, anh người sắt Hercule bị dí ở trong này quá trời rồi. Không biết có đem ảnh lên trên được không ta? Để mình thử mình ẩm ảnh lên trên. Không ẩm được. Phải ẩm được, mình ẩm lên. Ui, trên đây là... Ồ, đây là chỗ của mấy con xương đen. Nguy hiểm vậy. Suýt nữa thì toan rồi. Lấy luôn cái khói. Rồi, tôi xong rồi, nó kích hoạt trái bơm ở trên. Rồi luôn, dính bẫy rồi. Ủa, dưới còn bơm nữa hả? Hên quá mình vẫn kịp lấy khói vàng. Nguy hiểm thiệt. Ở tầng giữa nó có đặt bẫy nha. Nó giấu kỹ quá đi. Rồi giờ mình sẽ vứt mấy thứ linh tinh trước đã, để mình trèo lên trên tiếp. Ở trên nó vẫn còn chỗ để mình khám phá đó. Đi lên. trên này còn nhiều quái lắm hay sao á chứ. Ủa đường đi đâu rồi? Nãy nó nó nổ tan tành cái đường đi luôn rồi. Thiệt tình á. Nè cái đường đi nè, đường đi nè. Ồ. Này thì gớt xuống dưới, anh người sắt đục cho ha. Xỉn niễn luôn. À, dòm bài nè. Con nào xuống là mình chặt chân liền. Đừng có láo nháo nha. Ồ, có làm spawn. Đập liền không cho nó đẻ trứng. Tiếp tục là một chút cái đồ vàng ha. Nói chung thì trong đây đồ cũng tương đối là ok đó chứ. Có xương quy đờ nữa nè. Rồi có cửa sập luôn. Wow. Cái này là chỗ giống như là cái cánh cổng địa ngục vậy. Cái thiết kế nó là y như cổng địa ngục luôn nè. Cũng được ấy. Nhưng mà mình không có nhiều hắc diệm thạch để thắp cánh cổng này lên rồi. Ồ, trên đây có rương. Rương đồ ăn với rương khoáng sản. Ok. Nói chung thì cũng được, đồ nhiều hơn cái tòa tháp lần trước mà mình khám phá ha. Và lúc nãy ở bên ngoài thì mình thấy nó có một cái chỗ có cái rương lòi ra phía ban công á. Đâu rồi ta? Mình thấy một cái rương. Nè 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 nè, cái rương nè. Ủa cái gì? Lụm được cái miếng này cái mình được thành tựu nè. Cái miếng này ăn được không? Wow, ăn vô được luôn. Trời, cái rương này cũng bèo quá trời quá đất. Thôi không sao. Nó có sắt không? Có sắt hả? Có 6 sắt à? Phải 8 sắt thì hay quá. Mình gom lại mình làm cái ba lô ha. Đây có thạch anh thì mình đào luôn đi. Đào thạch anh. Rồi cái chỗ này thì nếu được thì mình mang về mình... mà lát dùm thạch. Có gì mình làm cái cổng địa ngục cho mình. Đúng 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 đúng. Đó, được mấy cục? 4 cục. Ở đây được mấy cục nữa nè. Coi coi đủ 10 cục hay không nha. Nhiều khi 10 cục luôn á. Ui, 11 cục luôn. Quá đã. Thôi giờ thì mình đánh một giấc đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tới cái máy bay của mình á. Ủa mà trời, giờ còn sáng hả? Ủa còn sáng gì, thôi đi tiếp thôi. Tại ở trong nó xây bằng cái kiến đen thui thù lùi kìa. Mình cứ tưởng ban đêm rồi chứ. Thôi đi tiếp. Coi coi trong cánh rừng này còn công trình gì không nha. Tại vì cái này là một cái hướng khác để đi tới cái chỗ hôm qua á. Mình đi thử ai về gặp được công trình này luôn à. Đúng hơn luôn. Rồi và chỗ này thì hơi khó đi một xíu. Tại vì tre không à. Dạ. Trong rừng thì hình nữa hả? Lần này thì mình lại gặp một cái kim tự tháp rồi. Kim tự tháp ở trong rừng. Wow wow wow. Bây giờ mình phải cất bớt đồ vô trong thôi. Chứ đồ của mình nó bừa quá. Quá trời sách rồi các thứ nè. Đuốc thì mình đem ra ngoài luôn đi ha. Rồi, cùng mình khám phá kim tự tháp trong rừng nào. Đây là cái kim tự tháp đầu tiên mà mình gặp được luôn á. Để coi coi đồ nó có xịn hay không nha. Và vô kim tự tháp thì điều quan trọng là mình phải cẩn thận với những cái bẫy. Hồi nãy mình khám phá cái chỗ kia hơi tiếc á. Là mình làm mất hết một cái khối vàng rồi. Chứ không thôi là nhiều khi bây giờ mình lại có thêm một khối vàng khác rồi đó. Mình dọn đồ bớt đây. Cho nó gọn gọn lại. Thử nha, cẩn thận Chỗ này nguy hiểm lắm. Cắm đuốc lên cho chắc. Chưa, từ từ. Ui, con cá bạc. Sao nhiều cá bạc? Ui, sao tự nhiên bom nổ vậy? Cái kim tự tháp này có thiết kế hơi lạ nha. Cá bạc không hả? Hình như nó xây bằng mấy cục đá mà nuôi cá bạc á. Nữa nè. Quá trời quá đất rồi. Ui chết. Nguyên đàn cá bạc luôn. Ôi sống mình ơi. Cứu. Oh my god. Oh my god. U là trời. đâu cả trăm con cá bạc á. Ui, cái kim tự tháp này quá là nguy hiểm luôn. Ăn tá bạc vô, ăn tá bạc vô. Kìa cá bạc chi chít ở dưới luôn. Quá trời đông rồi. Suýt nữa là mình bị mấy con cá bạc này nó phanh thay rồi đó. Mà sao kim tự tháp này không có đồ ta? Ê, khoan. Rồi mình hiểu cái vấn đề rồi. Nó có đồ nha, nhưng mà đây là những cái rương tàng hình. Mèn đét ơi. Cái yên cưỡi không chế tạo được, mình sẽ lụm một cái. Thì ra là đồ nó có nhưng mà nó bị tàn hình mất rồi. Nếu mà bên đây có chắc là bên hướng bên còn lại cũng có. Ồ, có thiệt nè. Ồ, ra là vậy. Ui, có kim cương luôn, 2 viên. Smashing, lượm luôn. Cà rốt vàng lượm. Ok, vậy là mình cũng có được chút đồ á. Đá phủ rêu, đập ra. Nguy hiểm quá đi. Cái này nó giấu đâu cả trăm con cá bạc ấy. Hơn là hồi nãy giáp mình mạnh á, nên cả đống con cá bạc nó với lại nó ăn thịt mình. Nhưng mà ăn không được ha. Phải mà mình không mặc giáp mạnh là nhiều khi pha đó là mình đi đai rồi đó. Ôi sợ quá, đi lên thôi, đi lên thôi. Kim tự tháp đầu tiên mà suýt nữa thì xanh cỏ ở đây rồi. Trời, bên ngoài tối chưa vậy? Rồi, tối thui luôn. Đi ngủ, đi ngủ. Ngủ lại kim tự tháp này cũng hơi ghê á. Khám phá trong kim tự tháp mình cũng có thêm được một chút sắt á. Thế nên bây giờ thì mình sẽ làm ra một cái ba lô mới ha. Mình sẽ nâng cấp cái ba lô từ ba lô da của mình nè, cho nó lên ba lô cấp độ sắt đi. Mình sẽ bao bọc nó bằng sắt lại. Đó, nó sẽ lên cấp ha. Rồi. Ui trời. Nó lên được 1 hàng. Ô, thôi lỡ rồi, lên thêm cấp độ vàng luôn đi. Còn mình còn chút vàng nè. Đâu rồi, cái ba lô rồi. Đây, bao bọc nó thành ba lô vàng. Rồi, giờ thì có được 3 hàng ô rồi ha. Chứa nó cũng thoải mái hơn nè. Mình cất mấy cái đồ mà cần thiết của mình vô trong lại. Đó, vậy thì có vẻ tốt hơn không? Đây, giờ thì tự tin đi tiếp à. Để coi coi trước mặt mình là những công trình gì tiếp theo ha. Hôm nay khám phá 2 công trình thì đều có đồ tương đối là ok đó. Có điều hơi bất ngờ một xíu là những cái món đồ nó bị giấu đi á. Bởi vậy đi khám phá thì mình cần phải kiểu như là kiểm tra kỹ giống như hồi nãy vậy á. Rồi, và mình đang trên đường đi tới cái chỗ tàu bay hôm qua đúng không? Để coi coi tới chưa ta, sao mình đi. Mình nhớ mình đi đúng hướng mà nhờ. Sao đi nãy giờ chưa gặp nữa. Ý, nữa gặp nữa rồi. Nhưng mà không phải cái máy bay mà là một cái công trình khác. Ồ, khá là to luôn nha. Để coi công trình gì đây. Khá là bự á. Có kệ sách nữa kìa. Nhưng mà sao chưa nghe tiếng quái ta? Nghe tiếng dân làng. Ủa, à đây là một nơi yên bình. Cái thành tựu kìa, một nơi yên bình. Chắc đây là một ngôi làng rồi chứ không phải là một cái công trình gì đó nguy hiểm ha. Ủa, còn có cua nữa nè. Cua mây. Wow, đây là một cái chỗ mà mấy bác dân làng sinh sống thôi ha. Quá trời quá đất luôn. Ở phía trên này thì mình sẽ có bác thủ thư bán gì đây? Quick Raw cấp độ 3 lận. Trong rương thì sẽ cho mình cái gì nào để cho nó lót ra cái đã, nó đang lót á. Bản đồ. Chính xác, đây là cái bản đồ dẫn tới một cái ngôi đền ha. Ủa, một ngôi đền. Ôi sao quen vậy. Đừng nói là dẫn tới ngôi đền vàng nha. Mình nghi lắm. Bỏ túi cái bản đồ này trước đi. Mấy cái đồ lạc vặt mình cũng bỏ túi luôn ha. Để coi coi nó gần mình không. Ví dụ mà nó gần mình thì mình đi cũng được á. Để coi thử. U là trời, nó xa lắm. Nó xa lắm luôn á. Thôi để bữa khác đi đi. Đến đâu gần thì bữa nay mình đi luôn ha. Tại vì bữa nay mục tiêu chính của mình là khám phá cái tàu bay á. Mà nãy giờ mình liên tha liên thiên mấy thứ lặt vặt không à. Chưa tìm được cái tàu bay hôm qua nữa nè. Tới rồi, tới rồi. Nhưng mà nó hơi cao nha. Đây lên trển cũng hơi toan á. Ví dụ hên thì không nói gì đi, mà nhỡ xui xui có cái con nào đẹp trai cầm cây cung á. Ui, bà phù thủy bà đen quá, mình không thấy bà. Bà mặc đồ tím tím đen đen, còn đứng trong bóng tối nữa. Hên là bà còn kêu lên đó, chứ không thôi chắc mình cũng không thấy bà luôn á. Sợ thiệt. Ui, nè, mới nói cái gặp nó liền. Ui, nguy hiểm. Mới nói con xương là gặp con xương. Nguy hiểm quá đi. Tại vì ở dưới này nó tối quá nên quái nó vẫn có thể xuất hiện kể cả ban ngày ha. Xương nè. Rồi xong tiên quét sạch bọn chúng rồi. Giờ thì mình sẽ trèo lên trên thôi. Mình đem theo rất là nhiều đất á, nên thoải mái mà trèo lên ha. Cũng khá là xa đây. Mong là lúc trèo lên đừng có con nào mà nó gây sát thương lên mình ha. Mình đã đi được phân nửa đoạn đường rồi. Và có vẻ ở đây không phải là một con tàu bay đâu, mà nó là sự kết hợp giữa hai con tàu bay lại với nhau hay sao á. Nè, mình thấy có hai cái hình dạng máy bay khác nhau nè. Mình sẽ khám phá cái gần trước. Ui, mà hơi gung nha. Bây giờ chỉ cần trượt chân cái nhẹ thôi. Cái gì đây? Thành tựu gì đây? Ghost Rider in the Sky. Ui, nghe cái tên nữa nghe thấy ghê rồi. Ghost Rider. Ôi, đừng mà. Không sao, Chúa phù hộ em, nha. Chính là cái lầm spawn này nó đã hại mình. Kỳ thế nhờ. Kế bên mà còn bị ám sát nữa. Mình nói rang không? Chỉ sợ những tình huống như vậy thôi. Ê, nữa. Bây giờ thì đâu có dễ đâu mấy cưng. Ôi, quân số còn chúng đông quá. Ừ, cho nó nổ tiếp mình. Oh my god, vô mình phải đập lùm spawn lẻ thôi. Trận chiến này lạnh ít dư nhiều rồi. Đập hết lùm spawn trước. Ui dồi ôi, nguy hiểm quá đi. Căng rồi. Kìa, còn có những con ấy nữa. Con lợn dưới địa ngục nữa. Áo. Mình sẽ bắn đó. Mình có cung mà. Xong liền. Cung kim cương hơi bị khỏe đó nha, đừng có nhờn. Ăn vô để hồi phục nha. Quá trời quá đất. Ô, mình còn được một cái Soul Star nữa nè. Ngôi sao linh hồn. Quá tốt. Để mình bắn một chúng ra. Mình sẽ giữ khoảng cách để mình bắn trước đi ha, chứ đừng có vội áp sát nguy hiểm lắm. Nguy hiểm quá. Bắn vô đầu nó. Xong phim. Hồi nãy giờ vẫn chưa thấy cái rương. Ơi, có cái làm spawn nè. Đập lẹ. Đây là đường xuống tầng dưới nè. Để mình khám phá hết tầng trên trước cái đã. Có vẻ tầng trên vẫn còn chỗ để mình khám phá đó. Có rương luôn. Ê, khoan. Con này thích bắn không? Nó hút mình quá trời đâu rồi. Mặc dù mình mặc giáp tương đối mạnh rồi ha, nhưng mà nó vẫn có thể gây được rất là nhiều sát thương cho mình luôn. Người bắn cung, tao cũng biết bắn cung vậy. Con heo này tới 2-3 hit mới chết lận. Trời, xuống dưới nó tìm mình luôn cả. Con heo, con hút liên này khó chịu quá đi. Cay thiệt. Ăn miếng rồi lút đồ nè. Đấy rồi, vụn netherite. Đồ nấu thuốc. Ao. Ở bên ngoài còn có những con quái vật khác nữa. Mình muốn khám phá ở trên lắm, nhưng mà có vẻ ở trên hơi khó rồi. Thì xuống dưới luôn. Khám phá ở trên không được thì khám phá ở dưới. Ủa, nhưng mà ở dưới này không có đồ. Ơ kìa. Ở dưới không có đồ rồi. Thôi xong rồi. Bắt buộc phải khám phá ở trên thôi. Ui, nó kình mình ở trên kìa. Ui, con này, con khốn kiếp này. Mình phải giết cái con hút lên trước. Ui da, cháy đâu á. Ui, đâu ra nữa nè. hút lên nè. Mấy con hút lên bây giờ còn làm đồng minh với bọn này nữa, khó chơi thiệt. Bây giờ trời đang tối thì phải. Để mình tìm cái góc nào đó yên bình xíu mình ngủ. Cứ ngủ đâu rồi? Đi ngủ cho nó qua đêm đi. Ban ngày thì dù sao mình cũng sẽ dễ chơi hơn với bọn này á. Đồ xịn mình sẽ cất vô trong nè, tránh trường hợp mất đi thì ổn lắm. Rồi, tiếp tục. Chiến này mình chơi khô máu luôn. Ui, trời sáng cái là nó lại đông tiếp rồi. Cái cung kim cương mình bắn cũng không xi nhê bọn chúng cho lắm á. Còn con nào nữa vô đây? Kìa nó kìa. Bắn không? Thích bắn không? Bắn nó nè. Ui vô, đúng đau luôn á. Phàn tôm nữa nè. Có vẻ là phía trên nó còn cái lồng spawn ấy, thành thử ra nó cứ xuất hiện hoài à. Mình đổi hướng đi. Ui hướng này cũng có địch nữa. Ở đâu cũng có địch hết. Đập cái lồng spawn thôi mà chạy ra chóc dãy á. U là trời. Hút Linh á. Ao. Hút Linh á. Nhìn dễ thương đó, nhưng mà ha, hành động chung với bọn chúng là thấy không ưa nổi rồi. Còn dòm bài này nữa. Thiệt luôn á, mệt mỏi thiệt luôn. Nãy giờ giết mấy con hút Linh mà mình có cái đống thịt heo ăn luôn nè. Này thì những cái con xương khốn kiếp. Hút Linh nè, giết hút Linh luôn. Ôi, bắn hộp. Hút Linh. Rồi, gần xong rồi, cố lên. Chúng ta gần làm được rồi. Hút Linh tới 3 mũi tên. Mắc lực thì mới giết được á, rất là trâu luôn. Hút Linh nè. Cái này chỉ mới là một con tàu thôi mà mình đã cực đến như vậy rồi. Không biết sao khám phá nổi tàu bên kia đây. Lút đồ trước đi tính tiếp. À có quá trời mấy cái bột quay lửa luôn nè. Sausage. À những cái hạt giống linh hồn gì đó. Kim cương. Quá đã luôn. Còn có đồ ăn các thứ nè. Ồ mình chỉ lấy những thứ mà mình cần thôi ha. Ê nó còn rớt xuống nữa. Ui chả nhẽ ở trên nóc vẫn còn làm spawn sao? Khó chịu vậy. Hình như trên nóc nó còn làm spawn hay sao á, nó cứ xuất hiện hoài này. Nước kìa. Oh no. Con này, con khủng khiếp. Đau nha, người ta cũng biết đau nha. Không có giỡn, đừng. Bị heo dí cây thiệt. Mình sẽ bắn đó. Hút Linh nè. Ui nó né được. Hút Linh lương lẹo nè. Cho mình loot nốt cái chỗ này đi. Ui kim cương quá trời luôn. Đã. Nón Phật tổ trường sinh nữa. Thuốc bay lên gì đây. Quá trời đồ luôn rồi. Nữa nè. Tha hồ mà loot luôn. Đúng là đánh đổi thiệt. Tuy ăn hành một xíu thôi nhưng mà mình vơ được cái đống đồ mang về luôn á. Có sắt nữa. Loot nốt luôn. Rồi vậy đi. Ui. Ám sát hả? Con này. Còn không kịp. Hút Linh. Quýnh hút Linh luôn. Trời nó hút mình. Cay thiệt á. Đúng rồi, phía trên nó vẫn còn làm spawn. Nè. Biết ngay mà, giáp gần hư rồi. Khó quá. Các bạn cũng có thể thấy rồi đấy. Những con quái trong đây rất là mạnh luôn. Nên không dễ gì mà mình lên được đâu. Kìa nó đông lắm, Ui. Em xin lỗi. Chạy đường nào vô, chạy đường này. Đúng khó luôn. Nó đuổi cùng giết tận mình rồi. Ao. Ui hên hên hên. Mình có vật tố trường sinh. Ui. Cái gì đây? Làm sao bây giờ? Trận chiến này mình thấy là hơi toan rồi đó. Muốn lên. Rồi xong rồi. Nát ổng rồi. Bây giờ chỉ còn nước là lên đây làm liều thôi. Đập cái lồng spawn. Rồi xong phim, xong phim. Đập được lồng spawn là nhẹ hơn một xíu rồi đó. Đó. Bụng nét đợi rai. Yes. Một cái quần mới, một cái quần mới. Quần kim cương luôn. Mặc vô liền. Lấy thêm đồ, lấy thêm đồ về. Còn gì khác không? Ồ, trên đây có một cái rương thôi à. Kìa, con đứng chặn đường bên kia. Mèn đất ơi. Nó đông kìa. Thứ gì chịu nói. Hên là mình đứng góc này. Ồ, nó có cái lồng hàng gì. Nó đẻ ra quá trời quá đất. Là mình giết nốt cái mình vô đó mình đập cái lồng ha. Hai cái lồng luôn. Rồi đập lồng, đập lồng. Ủa sao nãy mình lên hay vậy? Hồi nãy sao mình lên đó trên đó được hay vậy ta? Ôi chơi gì kì á. Mối thù này mình nhất định phải trả, nhưng mà trước khi trả thì để về dọn đồ trước cái đã. Hôm nay đi có một xíu thôi mà mang về được cái đống đồ luôn á. Nè quá trời quá đất nè, nhất là những cái nether vụn netherite á, mình có tới 9 vụn lận á. Quá là tốt luôn, mình không ngờ trên đó nó lại giàu đến như vậy. Rồi mấy cái đồ lặt vặt thì mình cũng sẽ cất vô đây. Vậy là trong tương lai mình có thể nấu thuốc rồi, tại vì mình đã có được những cái bột quỷ lửa, que quỷ lửa rồi ha. Quá là tốt luôn. Táo vàng ha, bỏ vô đây, thức ăn thì chuyến này ăn không hết luôn, quá trời đồ ăn luôn rồi. Giàu to, giàu to. Rồi, và bây giờ thì mình có khá là nhiều kinh nghiệm nè, hay là bây giờ mình cường hóa tiếp ha. Mình sẽ làm một cái đồ ủng kim cương. Đây, ủng kim cương đây. Cường hóa liền, coi coi. Chậm hỏng. Bùm. Ok, còn có sải bước dưới nước nữa, chứ mình bơi nhanh hơn. Cái áo này, hình như cái lời nguyền Volatile này là khi mà địch bắn trúng mình là mình bị phát nổ hay sao á. Hồi nãy mình thấy nó bắn trúng mình cứ bị nổ đùng đùng luôn. Chắc là tại do cái áo á. Ồ, cũng lợi đó chứ. Lúc đầu mình cứ tưởng là nguyền đó sẽ gây hiệu ứng xấu cho mình á, nhưng mà không. Nó gây cái hiệu ứng tương đối tốt á, giúp mình phòng ngự tốt hơn á. Và cái khiên thì chắc mình cũng sẽ nâng trong thời gian sắp tới để cho nó phòng ngự tốt hơn á, để mình còn quay trở lại đó phục thù những cái con trên hai cái tàu nha. Tại vì hồi nãy mình để ý là tới hai cái đàn quái khác nhau nó tấn công mình lận, chứ không phải là một đàn quái đâu. Rồi mong rằng mình sẽ sớm trở lại đó và trả thù. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá hơi may mắn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.